Dạ. Lâu quá. Cháu dạo này cũng bận quá nên là không ít vào vô ít vào tham gia thiền. Nên là cũng có ít kể những câu chuyện. Dạo này cháu cũng có hai câu chuyện vừa rồi mới gặp. Là câu chuyện thứ nhất là cháu bị người ta lừa. Là cũng số tiền cũng nhỏ thôi, tầm nếu mà quy ra tiền Việt thì cũng tầm đâu 1,5 triệu. Mà cháu lúc đó cháu bị lừa thì không có cảm giác, là không có cảm giác buồn, nhưng mà có đặt ra câu hỏi là tại sao mình lại bị lừa như thế. Tại là cháu có niềm tin là trước đó là cháu đi mua hàng hay là cái gì đó thì cháu rất là tự tin là mình không có bị lừa. Nhưng mà lúc đó là bị lừa. Cháu đặt ra câu hỏi là tại sao là mình bị lừa như thế. Là ra câu trả lời rõ ràng luôn. Là cháu thấy nó quay về cái hình ảnh mà ngày xưa mà còn nhỏ, ngày xưa còn nhỏ xíu à, thời thơ ấu hồi học lớp mẫu giáo, cháu đi học trên lớp á, là cháu có ăn cắp của một bạn ở trong lớp đó đó. Tại vì ngày xưa thì mình cũng nhà gia đình nghèo, lại còn nhỏ thì mình cũng không có mình có cái tầm tham đó, và gia đình bạn đó thì cũng khá giả, là cháu ăn cắp tiền của bạn đó. Cái nó quay về cái hình ảnh y chang nó luôn, không có sai đâu hết á, về cái hình ảnh thật sự đó luôn. Là mình tin thật là 100% là mình đã gieo cái hạt giống đó, là bây giờ mình phải trả ngay ngay cái khúc này luôn, ngay cái kiếp sống này luôn. Mà cháu thấy là trong cái bây giờ thì nó đi rất là nhanh á, cháu thấy đi rất là nhanh chứ không như ngày xưa nữa, đi nhanh cực kỳ luôn. Nên là trong thời gian này á, cháu thấy là mọi người nên có những cái câu chuyện nào mà sâu trong lòng á thì nên kể những cái người mà thực hành tâm linh giống như trong nhóm thiền mình để chuyển hóa. Cháu thấy rất là hữu hiệu. Cháu đã là từng là một người rất là sợ bị phán xét, thì chắc cũng đã kể cho chúng nghe rồi đó. Rất là sợ bị phán xét đấy. Thì trong mỗi người thì cháu nghĩ là có, đều có cái sự đó, sợ bị người ta phán xét mình à. Thì để mình muốn chuyển hóa tốt hơn, mình đi được nhanh hơn, thì mình hãy kể ra với những người mà có tu tập, có hướng về bên trong để mình chuyển hóa tốt hơn. Và câu chuyện thứ hai của cháu là dạo gần đây cháu có 2 lần nhịn ăn 38 tiếng. Một lần là nhịn 38 tiếng để thải độc cho cơ thể của mình á. Lần thứ nhất á, thì cháu học thành công. Và lúc á, tại vì cơ thể của cháu thì nó không có thèm ăn, nó không ăn thèm ăn, mà lúc đó là nó không có đói. Nhịn 38 tiếng rất là nhẹ nhàng, không đói. Nhưng mà cái trí của mình nó suy nghĩ là nó nghĩ tùm lum, với nó nghĩ đủ thứ món ăn trên trời dưới đất. Nó nghĩ là bây giờ là mày mày ăn cái món này là ngon lắm nè. Ngon dữ lắm. Cái kiểu như thế. Rồi nó nghĩ để cho được ăn á, là cơ thể thì nó không có cần ăn, nó không, lúc đó là không có đói, không có cảm giác đói luôn, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái trí nó liên tục, nó nghĩ liên hồi, mà cháu thấy được nó, mà rất là lâu mới thấy được nó nha, rất là lâu, chứ không như là những cái cơn mà giận dỗi như trước.
Cái này rất là lâu mới thấy. Cháu bị đồng hóa với nó luôn. Đồng hóa luôn là mình đánh lộn với nó, là kiểu như giành giật tâm trí, là không được ăn, không được ăn, cái kiểu như thế, là đồng hóa luôn với nó luôn á. Mà lần thứ hai, lần thứ nhất thì cháu nhịn tới tầm 24 giờ thôi là cháu thèm quá, là phải ăn, phải ăn, kiểu như cái miệng mình muốn, cái trí mình muốn ăn, nhưng mà cơ thể nó không, có đói thiệt, thật sự là nó không có đói, cơ thể nó không có đói. Cái trí nó muốn ăn, thế là cháu ăn. Cái lần thứ hai là cháu nhìn được 38 tiếng. Là cái lần thứ nhất là bị lừa, là trong nó lừa là chiều hôm đó là tính là sáng, ví dụ như sáng ngày mai, hôm sáng ngày mai là cháu, trưa ngày mai là cháu xả nhịn ăn, thì xa, trưa ngày mai thì đi siêu thị cũng được, đi mua đồ ăn về rồi mình ăn tươi luôn. Mà chiều hôm đó rảnh quá, không có việc gì làm, bữa nó nghỉ nữa, nó nghĩ là thôi đi mua, đi siêu thị đi, đi mua đồ ăn để sẵn đi, rồi ngày mai, ngày mai ăn khỏi đi. Xong cái đi siêu thị xong thấy nhiều đồ ăn trái cây rồi, rất là nhiều đồ ăn tươi các kiểu, về không có thể nào mà kìm lòng được, ăn luôn. Thế là ăn. Lần sau thì rút kinh nghiệm rồi, sẽ không có đi cái siêu thị những cái ngày đó nữa, mà đã thành công. Dạ, cháu muốn chia sẻ những cái câu chuyện của cháu như thế thôi. Thì cái chỗ nó tâm trí nó khôn là nó bảo thôi cái đi mua đi để sẵn ra rồi mai ăn, nhưng mà nó là lừa mình đó đúng không, tại nó muốn mình thấy đồ ăn thì mình phải ăn thôi, tại cái cơ thể Dạ. nó thấy thức ăn là nó ăn thôi, Dạ. biết là cái tâm trí mình đó, cơ thể không đói nhưng mà tâm trí nó xúi mình ăn, Dạ đúng rồi. nó muốn mình ăn, nó muốn mình nghe lời nó, muốn tin, mình muốn mình tin nó vào nó Cháu đồng hóa luôn với nó luôn. đó, đó. Đánh Thì lộn với nó. nó Đánh nói lộn luôn với nó. đó, mình cãi tranh cãi với tâm trí hoặc là mình theo nó, mình tin theo nó. Giằng co, giành giật qua lại. Thay vì mình chỉ nhận nhận biết thôi là à nó có cái ý như vậy Dạ, được tại vì cháu không có nhận ra luôn mà. Cháu giành giật, thì đó, đó không hả, nhận ra khúc đó luôn. đó, đó. Thì cái đó là một cái ví dụ của cái sự lừa lọc của tâm trí mình, nó khôn lắm. Dạ. Khôn thật sự. À, cái mà cháu nói đó nó là thô lỗ, mình để riêng trong đầu mình đó, nó cứ hỗn độn á, nó cứ nằm trong bóng tối, nó cứ chạy lung tung như vậy, mình có vấn đề gì đó nó cứ lại chỗ đó, nó quay 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 trong đầu mình đó, Dạ, nó là cứ tối lặp đi tối lặp tăm lại. đúng đó, mà mình thổ lộ mình nói ra đó, trích nhóm đó. Thì chú chị chứ cách chú chị đó, nếu mà mình không muốn nói mình mặt mình là ai là người nào nói thì mình nói với chú trước, à cháu sẽ để tên như thế này này, cháu sẽ không bực mình lên, lúc mà chú kêu cháu thì cháu sẽ chia sẻ đó, tức là một cách nặc danh đúng không, mình không có để tên thật của mình nói trước cho chú biết. Mình chia sẻ mình thổ lộ thì làm như vậy trước mặt nhóm đó, nó có cái năng lượng hỗ trợ của nhóm nó dễ hơn, Nào. à chứ một mình làm nhiều khi nó khó lắm, tối tăm Dạ đúng rồi, rất là lâu, đúng rồi. rất lâu rồi cháu. Đấy, cháu qua 28 năm rồi mới mới lòi về được một cái câu chuyện đứa trước đó, chứ còn trước đó biết bao nhiêu câu chuyện nữa, nhưng mà nó chưa ra đó, nó chưa, rất Đúng là rồi. nhiều, còn Đúng những kiếp trước nữa. Nha. thì cháu có dịp nhìn lại cái chuyện cũ đó, hồi xưa mình cặp tiền của bạn đó, Đó, thì dạ. bây giờ mình mất tiền đó, mình thấy không, nó hối tiếc đúng không, mình mất tiền mình bị lừa, thì cũng có ý nghĩ là mình sẽ không bị lừa đó, nó cái thực tại đó, nó cái thực tế nó làm đánh bạc cái tư tưởng là mình có thể bị lừa được đúng không, tao nghĩ như vậy, mình nghĩ vậy thôi. Cái hoàn cảnh nó chứng minh cho biết là nó có rồi, và nghĩ về thôi và vẫn bị lừa, vẫn bị lầm lỗi như thế. Nó quay về rõ ràng luôn á chú, không có sai một ly nào, mình tin nó 100% luôn. Vừa quay về trong cái hình ảnh luôn, thấy luôn cái hình ảnh luôn, cái hình ảnh là lúc mà ở ngay cái thời điểm đó luôn, cái góc đó, cái trường đó, cái lớp đó, y chang luôn, ra cái hình ảnh trong đầu luôn, rõ ràng luôn, là rồi khúc này nè, trong đầu nữa, Thì chứ chỗ nào nữa không. mình trở lại cái chuyện mình làm trong quá khứ mình quên rồi,
hả? Dạ, quên, quên luôn, Thì không bây giờ nhớ. mình bị lừa, bị mất tiền đó, mình mới thấy là đúng rồi, bị mất tiền nó buồn luôn đó. Thì lúc mình Rồi. làm như vậy, bạn mình cũng như vậy đó, đúng không? Có cái cảm giác mất mát buồn bã như vậy đó. Đấy, thường thường là mọi người hay là trách móc là tại sao là đối xử như thế này như tiên tôi như thế này như kia, nhưng mà thật sự ra là nó có cái lý do hết, nó liên quan hết. Và mình cảm được cái cảm giác của sự mất mát, mất tiền, mất của, mất gì đó. Mình hiểu được, à đúng rồi, mình không muốn làm như vậy cho người khác, và mình đang cảm thấy cái điều đó. Mà cha bị lừa đó, cha thấy nó mất mát, nó bị mình nhớ lại, à đúng rồi, ngày xưa mình cũng làm như vậy, mình không muốn như vậy. Cháu cũng thấy thế. Và hình như trước đó thì cháu cũng có một lần là tham gia cái khóa em bé bên trong của một cái chị cũng là thức tỉnh tâm linh, mà chị đó cũng ở bên Mỹ. Khóa đó tầm 2 tuần hay sao, có viết nhật ký rồi chuyển hóa sau. Mà cái lúc mà cái buổi thứ 8 là chị ấy nói là thiền để quay về cái cảnh mà ngày xưa của mình á, nhớ lại những cái lúc mà ngày xưa của mình á, thì thật sự ra cháu quay về cái thời điểm mà ở ngay cái góc nhà đó, cái nhà cũ đó luôn, và một em bé ngồi trong góc là cháu đó, em bé ngày xưa đó ngồi trong một cái góc tối đó, tại vì gia đình đều đi làm hết, không có ở nhà để mà chơi với mình, và cái nhà của cháu thì độc lập lắm, ở trong núi không có trẻ con nít nữa chơi, rất là buồn cô đơn, mà gia đình ba mẹ thì cơm áo gạo tiền thì cũng không có, ngày xưa thì không có quan tâm gì tới mặt cảm xúc là nhiều, chỉ lo về cơm áo gạo tiền thôi chứ không có lo gì mặt tình cảm. Là nó quay về cái thời còn con nít đó, thời thơ ấu đó, ngay cái góc nhà đó một đứa em bé đó mà ngồi khóc, và cháu cũng thấy ở đây cũng khóc luôn, là nhận ra thấy rõ luôn ở cái hình ảnh đó, và đúng rồi góc em bé đó đó, thấy rõ luôn là cháu thấy được chuyển hóa được một phần của cái phần tối của ngày xưa đó đó. Thật sự là hướng về bên trong rất là tốt. Nhưng ngày xưa thì cháu cũng ít cái thiền như bây giờ, thời điểm bây giờ thì cháu cũng quay về hiện tại nhiều hơn, và tần suất mà mình phát hiện ra mình sống ở trong hiện tại nó càng ngày càng tăng, không có giảm đi, không có bị kéo đi như ngày xưa, nó càng ngày càng tăng. Và cái sự giận dữ trong người của mình thì vừa nổi lên là mình đã thấy liền, nổi lên giây trước lên sau là mình đã thấy nó, và thấy nó là nó cái nhỏ thì nó biến đi, nó mất đi, còn cái lớn thì nó từ từ nó sẽ xuống đi tầm 50-60% thì vẫn còn, từ từ nó chuyển hóa từ từ. Đấy, cháu cảm nhận được là như thế. Những lúc mà mình có cơ hội mình tiếp xúc lại với những cái tâm trạng cũ, những em bé trong mình, nếu mình có giờ đó mình ở cho đủ lâu thì nó chuyển hóa được sâu hơn. Còn nhiều khi mình Rồi. ngồi một chút khi mình ra thì nó chưa có đủ để mình nhìn rõ những cái cảm xúc, những cái tư duy của quá khứ đó. Thành ra cái vấn đề chuyển hóa nó cần có thời gian, cần có không gian, phải có thời giờ, cái không Dạ. gian mình ở lâu được ở trong cái chỗ đó. Mình bận rộn quá đấy thì mình không có giờ, mình làm nhiều việc, nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái công việc quá, Như mình phụ nữ thì con gái thì có thể khóc được chứ ạ, có thể chắc khóc được thì có thể giải tỏa được một phần nào, nhưng mà người nam thì hay về cái lý trí nhiều hơn nên là cũng hơi khó về phần đó.
Và cái tư tưởng là nam là không được khóc, kiểu như thế. Có một cái tư tưởng đó nó ăn sâu rất là lâu rồi. Thì khóc là một cái cách để mình rút bỏ những cái năng lượng đó, những cái khổ đau, những cái bất đắc. Đúng rồi đó, cháu thấy như thế, khóc xong rồi thấy nhẹ nhàng đấy, rất là nhẹ. Như bình thường là mưa xong rồi mình thấy trời rất là không khí rất là trong lành, kiểu như thế mình cũng cảm Vâng, nhận đúng được. rồi. Có dịp mình nói về cái hôm nay thì hết giờ rồi, nhưng mà cái em bé cô đơn rồi đó, nhiều khi bây giờ nó đang đi tìm bạn trai, đi tìm chồng trai không, nó cần một người chơi với nó, mà làm cho mình, nó làm cho mình mù mù quáng, không có biết cái người mà mình tìm này không có cho mình cái điều mình cần, có hiểu, tại vì nó có cái nhu cần cần có một người để lắng nghe mình, để mà chơi với mình. Thành nó tìm ai cũng được, nó không có biết cái người trước mặt mình có thể làm cho nó được, cho hiểu, nó thiếu Nó cần yêu thương thôi, nó chỉ biết yêu thương thôi, nó cần được chăm sóc che chở đó. cho cái tôi này thôi, đó kiểu Mà nó như thế. thiếu sự sáng suốt, tại vì Đúng mình rồi, đang ở cái nó chỗ thiếu. cần mà, cần mà có cái sự, có cái dư cần quá quá cần, có hiểu không? Thành nên mình thiếu sự sáng suốt để mình biết cái người trước mặt mình không thể làm cho mình đi đâu được. Mình đâu có biết đâu, mình chỉ biết cần thương tôi đi, để ý tôi đi, để chơi với tôi đi đã, cái kiểu như vậy đó, em bé đó nó kêu như vậy đó. Thành nên mình đâm vào những cái quan hệ mà nó sẽ làm mình khổ hơn nữa. Em bé nó càng cô đơn hơn, nó không có đáp ứng được cái điều nó cần, mà mình trông đợi người khác làm mới được cho mình, trong khi mình phải là người nhìn thấy em bé để mà chăm sóc cho nó. Thì bây giờ hôm nay mình hết giờ rồi, chú hẹn một dịp chủ nhật này cháu vào được thì mình sẽ nói chuyện tiếp chuyện này, tại vì đó là cái lý do mà nhiều người đi tìm quan hệ lớn ai lắm, ngay cả bây giờ có rồi vẫn cô đơn. Có rất là nhiều chú, rất là nhiều, rất Yeah. rất là nhiều. À đó. Và mình vẫn trông đợi người kia làm gì cho mình, trong khi mình phải là cái người làm cái chuyện đó, làm cái chuyện chữa lành, làm cái chuyện nhận ra, làm cái chuyện dỗ dành. Hẹn chú lần